hé lộ nhan sắc của cô dâu và dàn sao dự đám cưới diễn viên Anh Tú. Diễn viên Anh Tú và bà xã Huyền My vừa tổ chức hôn lễ hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn viên Anh Tú được biết đến là khuôn mặt quen thuộc khi tham gia các bộ phim Bán Trồng, Đôi Mắt Của Trái Tim. Vào năm 2016, Nguyễn Anh Tú giành giải quán quân chương trình Cười Xuyên Việt và ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi lối diễn tự nhiên, hài hước cùng khuôn mặt điển trai. Hồi tháng 5 năm 2022, Anh Tú bất ngờ thông báo đã kết hôn cùng với Huyền My. Dù không hoạt động nghệ thuật, nhưng Huyền My có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Vào tối ngày 26 tháng 9 vừa qua, Anh Tú và Huyền My đã tổ chức đám cưới quy tụ dàn sao Việt đình đám tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra trong không gian sang trọng, ấm cúng tại một nhà hàng ở quận 7. Trong ngày trọng đại, Huyền My khoe nhan sắc mỹ miều và nụ cười đúng chuẩn phụ nữ hạnh phúc. Diễn viên Anh Tú diễn vest mảnh bao và liên tục có những cử chỉ ngọt ngào dành cho cô dâu. Dàn sao Việt thân thiết như Cu Ca, Đại Nghĩa, Võ Tấn Phát, Thuận Nguyễn, Võ Đăng Khoa, MC Minh Xù, Mai Tài Tến, Thanh Kiều, Gia Bảo đồng loạt góp mặt để chúc phúc cho đôi vợ chồng son. Trước đó một ngày, Anh Tú và Huyền My đã thực hiện các nghi thức cưới hỏi tại nhà thờ. Trong tiệc báo hỷ ở quê nhà cô dâu hồi tháng 5, Anh Tú chia sẻ một chút tản mạn về những khoảnh khắc quan trọng diễn ra trong cuộc đời của Tú. Đó là việc gia đình Tú có thêm một thành viên mới, Tú cũng có thêm một người ba, mẹ và một gia đình nhỏ. Mọi thứ lạ lẫm lắm, cảm xúc cũng hỗn độn, khó mà diễn tả, nhưng bản thân là người biết rõ nhất điều gì đang xảy ra bên trong. Anh Tú cho biết cả hai chọn kết hôn ở thời điểm này vì đều mong muốn sự ổn định, từ tình cảm đến hôn nhân và sâu xa hơn là ổn định cuộc sống. Sau khi công khai hẹn hò, Huyền My liên tục đăng ảnh thân mật và nói những câu ngọt ngào dành cho ông xã trên trang cá nhân.